mong bạn mọc rễ chưa? Tính chồng cây si tụi con. Con Trâm Anh nhà gì mà lấy được bay là cũng có phước lắm á ngàn. Cái anh này hợp với con gái còn gì đấy. Trời ơi, hết hồn hết vía. Trời ơi, con gái con lứa, sao mày không có một chút nết na nào thùy mỹ của má mày hết vậy hả? Ôi trời đất ơi, coi má tôi kìa. Tự chửi tôi xong rồi tự khen bản thân mình thùy mỹ luôn. Ôi mà má yên tâm đi, con chạy xe an toàn lắm. Tay lái hơi bị cứng luôn á. Mà thôi, chúc mommy một ngày buôn may bán đắt nha. Đi làm đây. Ủa, đi làm mà đi sáng sớm dữ vậy, mới 5 giờ đi rồi. Thì hôm nay shop về hàng với lại phải chốt đơn cho khách nữa. Mới đi làm sớm vậy nè, chứ ai đâu muốn đi làm sớm. Thôi con đi nha. Tao tưởng nay mày siêu dữ chứ. Nó trên đầu mày bây giờ, mắt mày đỡ trang trí thì sao mày dám cản đường xe tao vậy? Xin lỗi chị, em đi vô uống cà phê mà chị chạy nhanh quá em né không kịp. Trời ơi, tao lại mày làm ơn đi, mày đừng có hung dữ như vậy. Sáng sớm mày đuổi khách rồi, tao còn muốn bán với ai? Má coi đó kìa, con mới 22 tuổi mà nó kêu con bằng chị, bộ mặt con già lắm hay gì vậy? Thì nhìn mặt chị già hơn em thật mà. Trời ơi, mày bớt hung dữ giùm tao một cái đi, mày dữ quá cho nên mày ế chỏng ế chơ à. Thôi đi làm đi, đi cô. Còn con nữa không có sao đâu, hiểu lầm nhau thôi ha. Vô uống cà phê ha. Nhưng mà sao giống ông cụ vậy, mới 5 giờ sáng qua uống cà phê rồi. Dạ nay con qua uống sớm vì lát nữa con cũng phải đi làm sớm vậy. Ừ thôi biết đâu trộm vía bữa nay mày mở hàng là tao lại bán đắt ha. Đi vô con, tao pha cà phê chú. Đi. Ôi, mới sáng sớm mày tính hù ma tao hay gì vậy? Hôm nay tao mày đi làm gặp hạn là biết tại ai rồi đó. Bớt làm chuyện ác cho nó bớt hạn. Tôi không nói chuyện với bà nữa, tôi vô tôi mua cà phê cho mẹ tôi. Hôm nay ra đường bước bằng chân trái hay gì vậy? Má ơi! Má ơi, có gì ăn chưa? Đói rồi! Má! Muốn ăn thì lăn vô bếp đi chứ đứng đó gào lên cũng không no được đâu chị ơi. Ủa, mong bạn mọc rễ chưa? Mắc gì mọc rễ? Thì mình thấy bạn ngồi cà phê ở nhà mình á, từ sáng cho tới trưa, mà từ trưa cho tới chiều, rồi từ chiều cho tới tối, rồi từ ngày này qua ngày nọ. Thế tính chồng cây si tôi hả? Không phải gu hả? Mai đi khám đi chị ơi, có khi bị bệnh Alzheimer đấy. Alzheimer là cái gì? Là ảo tưởng sức mạnh nha chị ơi. Ô bà Sáu ơi, tính tiền con đi về nè. Ôi cái con này, trời ơi, đứng đây. Con cứ ngồi yên đó, uống đó, không có phải về. Mày á, suốt ngày cứ kiếm chuyện với người ta hả? Tao mở quán là để bán chứ không phải đuổi khách đâu. Đi vô. Mày đúng là bạn thằng Vinh mà. Trời ơi, bà Sáu mới nhắc con à? Ý trời đất ơi, nhắc tiền nhắc bạc đỡ ghê. Thiền thế nhở, này đốt nhầm muối cũng lên đấy. Ông có bộ thích cà phê đây quá ha. Cưới nó luôn, uống cà phê cả đời. Ừ, dạ thôi. À thôi con đi về thì sao? Con gửi tiền. Chà. Rồi sao hôm nay qua đây có chuyện gì? Sao lấy cho má con mượn cái nồi nấu đám dỗ. Ừ, đứng đó. Ngồi được không? Hên là có bay phụ giúp một tay á, chứ con Trâm Anh nó tối ngày nó đi miết, nó không có phụ giúp được cái gì hết trời hết trơn á. Mà con có gia đình chưa? Nhà ở đâu? Suốt ngày cứ giúp gì hoài à. Con cũng mới chuyển đến gần đây à, tại cà phê nhà dì ngon nên là con ghiền đó dì. Ủa chứ bay không đi làm gì ha, suốt ngày ở đây với dì không vậy? Con có chứ, tại công việc của con thời gian nó linh động, làm ở đâu cũng được, con làm chủ mà dì.
tuổi trẻ bay bây giờ giỏi ghê á. Con Trâm anh nhà gì mà lấy được bay là cũng có phước lắm á nghe. Lấy chồng thì có thể là gì, chứ lấy con thì hơi khó. Đã vậy mà bay còn tặng quà nữa, bay làm tao ngại thiệt luôn á. Ta trẻ tuổi đẹp trai lại chu đáo nữa, vậy cảm ơn con nhiều lắm nghe. Ừ, bà Sáu này có bánh luôn. Còn coi cái này ngon lắm nè, này dưới Sóc Trăng nè. Cái này của con Kém tặng tao đó bay. À đây đây, cái anh này hợp với con gái của gì đây? Tào lao. À mà không được mà. Ai mà lấy 100 anh con bả được. Mẹ con gửi bà Sáu cái nồi bữa đám giỗ mượn. Còn cảm ơn bà Sáu cái bánh nha. Ủa? Dạ. Ủa? Sao cảm ơn cái bánh? Của tao mà. Trả tao. Thôi chịu bà đi với tôi đi. Biết sao không? Bữa quẹt phải nè, được con bé xinh quá trời xinh luôn. Hẹn nay đi coi phim, cái tự nhiên nó kêu nay có một chuyện nhà gì đó, không đi được đâu. Dì Sáu, có chuyện này dì Sáu ơi. Chuyện gì? Trâm Anh bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện nguy kịch lắm. Trời, nó bị ở đâu? Bệnh viện nào? Nó có sao không? Hồi nãy trên đường đi đến đây uống cà phê nè, con thấy tai nạn á, con quay lại coi thì hóa ra là Trâm Anh. Con kêu xe cấp cứu đưa đi bệnh viện rồi, con mới tới đây báo cho dì nè. Ok, vậy đi. Con có lộn ai không? Con có nhầm ai không? Không phải nó mà phải không? Không, con không nhầm, con chắc chắn mà. Con còn điện thoại của chị Trâm Anh đây nè. Đúng rồi. Đi dì Sáu. Bà Sáu làm gì mà con thấy bà là ôm sùm như vậy? Con Trâm Anh nó bị tai nạn, nó đang nằm ở bệnh viện á Vinh ơi. Bà có nhầm ai không? Nhầm sao được mà nhầm, hồi nãy tôi chứng kiến tận mắt mà. Thôi đi lẹ đi dì ơi, Trâm Anh đang nguy kịch lắm rồi. Đi con. Nó nằm ở cái phòng nào dẫn gì vô trước đi. À đây gì ơi, bây giờ người ta bắt đóng 10 triệu tiền mặt để mổ gấp. Ừ, có gì người ta sẽ thanh toán lại sau có gì. Chết rồi, bây giờ gấp quá cái không mang theo tiền. Nhưng mà ở đây nè, ở đây cũng có chút đỉnh mà không biết đủ không. Con ơi, có 5 triệu rồi con ơi. Hay là bây giờ con chở dì đi rút tiền đi ha. Bây giờ gấp nó không kịp đâu gì. Thôi con cho dì mượn 5 triệu rồi khi nào dì có thì trả lại con cũng được. Nhá. Thì bây giờ dì cứ đi vào phòng cấp cứu đi, con đi sang bên này con đóng viện phí cho. Cảm ơn con nha. Trời, không có con dì không biết tính sao nữa. Nhưng mà bây giờ vô đó là gặp nó liền phải không? Vâng. Đây bây giờ dì đi vào phòng cấp cứu đi. Con đi ra bên này con đóng phí nha dì. Cấp cứu đây đó hả? Để dì đi. Chấm anh. Ủa? Má. Con ơi, con có sao không? Có đau nhức gì không? Con quay người con má coi. Ủa, con bình thường mà. Dạ đúng rồi. Con có bị sao đâu, sao vậy má? Sao cái nó nói con bị tai nạn nặng lắm, cần tiền mổ gấp. Nó kêu đóng 10 triệu viện phí đó. Mà giờ má vét có 5 triệu má đưa nó đi rồi. Thôi được rồi, con hiểu rồi. Má bị nó lừa rồi đó. Đi kiếm nó nhanh lên. Sao vậy? Hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Lần đầu gặp anh, tôi đã để ý việc anh đến quán bà Sáu từ rất sớm. Những ngày sau đó, anh ngồi trong quán từ sáng đến chiều để thăm dò giờ giấc đi làm của Trâm Anh. Anh còn giả vờ thân thiết, tặng quà bà Sáu để lấy lòng tin. Tôi đã bắt đầu cảnh giác và nghi ngờ anh đang có âm mưu gì đó. Chịu ra làm phim đi rồi tối bà gặp. Ok, vậy đi. Khi tôi gọi điện để rủ Trâm Anh đi xem phim, tôi thấy ồn ào trong quán bà Sáu nên đã vào xem chuyện gì. Làm gì bà Sáu la dữ vậy trời? Con thấy tai nạn nữa, con quay lại coi thì hóa ra là Trâm Anh. Con còn cầm điện thoại của chị Trâm Anh nhìn nè. Anh đã chuẩn bị trước một chiếc điện thoại bị bể màn hình giống của Trâm Anh. Buộc bà Sáu phải tin lời anh và nhanh chóng theo anh đến bệnh viện. Ủa, alo, bà có sao không vậy? Ủa, sao má bà nói bà bị tai nạn mà. Tôi biết anh đang nói dối nên đã gọi Trâm Anh đến bệnh viện và chạy đi báo công an. Bây giờ người ta bắt phải đóng 10 triệu để mổ gấp. Mục đích của anh là lừa số tiền lớn từ bà Sáu, giả vờ hào phóng ứng một nửa tiền viện phí rồi cao chạy xa bay. Công an đã tiến hành bắt giữ anh và kết thúc trò lừa đảo này. Bây giờ mang theo chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Cảnh giác với những người lạ tỏ ra thân thiết và thường xuyên lảng vảng trong khu vực để thu nhập thông tin. Khi nhận được tin xấu, hãy bình tĩnh xác minh lại từ nhiều nguồn để không rơi vào bẫy của kẻ gian. Khi phát hiện chiêu trò lừa đảo, hãy nhanh chóng báo ngay cho công an để tiến hành ngăn chặn những đối tượng này. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm. Mấy đêm qua trong 30 năm buồn bã có mấy cái chuyện dâm ba thị phi. Tham ô tụi
hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Đến tay tao là tao sẽ không buông tha, và máu ở trong tu ra nếu như mày không thiện chí. Nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày, tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Trong cấp lừa đảo ma túy ở nó chơi luôn ngoài đường, khi bị bắt hỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ anh bắt nó lại đi. Công việc của tao